Đấy, các chị cứ bảo em là ăn nhiều uống nước đá, suốt ngày đi ba sàn. Đấy, hết hộp bổ phổi rồi, hôm nay khui hộp mới để uống. Đừng có nghĩ rằng là chỉ có những cái bọn mà bia rượu nó mới uống viên bổ phổi nhé. Những cái thể loại như mình ấy, đi vô bóc bóc ba sàn karaoke, bạn bè bên trong nó hút xì xà bóng cười ha, hay làm việc môi trường khói bụi ha, môi trường xay chanh sơn dầu hoặc là xăng dầu các thứ, nói chung môi trường về không khí độc hại nha, là các ông các bà bắt buộc phải uống viên bổ phổi nha. Đừng mà có đùa. Để em lấy cho mấy chị dòm, để em lấy cái bộ hồ sơ của em, phổi em ở đỉnh cao luôn mấy chị. Này, em nói mấy chị nghe nhá, cái này nói có xanh mạch có trứng cho chị thấy không? Em ho liên tục đúng không? Này, lá phổi của em đứng thế nào cho mấy chị dòm nha. Nói chung là em kiểm tra rất là kỹ. Tại vì sao? Cái chuyện mà ho, những người triệu chứng ho nhiều, ho nhiều là những người dễ bị phổi. Đây em này, lá phổi của em là tuyệt vời. Trời ơi, em là cứ 3 với 6 tháng em đi một lần. Em là 3 tháng đi test máu xem gan em thế nào mấy chị. Rồi ôi, những cái loại mà ăn nhậu thần sầu như em thì cuộc đời úp là trời. Đó, em mà bộ đồ lòng, bộ đồ phổi này, úi rồi ôi, phiếu chỉ định này, thời gian đích sở quang này, đây tôi cho mấy bà nghe. Kết quả ai này, nội soi đại tràng nha, vì tôi bị táo bón, mấy bà hiểu không? Nội soi đại tràng này, đây nội soi này, đây nội soi dạ dày này. Van hồi manh tràng thông tốt, đại tràng trên bình thường, đại gàn góc gan bình thường, đại tràng ngang bình thường, bình thường trực tràng này, niêm mạc có vài vết viêm xước dạng thường, hậu môn cơ vòng đóng kít, có búi trĩ nội không xa, có nghĩa là em không bị xa trĩ nha mấy chị, mặc dù em bị táo bón. Em mỗi lần đi cầu là em giặt muốn chết đó, bởi vì em nói như này, do là em ăn nhậu nhiều nhé, em ăn nhậu là thần sầu ai oán nóng này. Em phải uống mỗi một ngày, hôm nào em đi ăn nhiều thịt. Em là cái nếp ăn nhiều thịt đó mấy chị. Ngập chân răng là em phải uống cái viên này. Ngày 1-2 viên này, ăn nhiều thịt ít rau. Đây, viên này gọi là viên đại tràng. Đấy, những ông bà nào bị gọi là đi cầu đi ị mà khó này. Rồi ôi ta nói là, ui rồi ôi đây, thần sầu ai oán là phải có đủ. Đó, lâm sàng khám chuyên khoa đầy đủ không vấn đề. Đây, em nói chung mà em làm nhiều giấy tờ lắm, mở ra cho các chị không hết đâu. Để hôm nào em chụp em up cho xem. Nói chung là em gan tim phèo phổi là em không có vấn đề gì cả. Em chỉ bị có một cái chút gọi là trào ngược dạ dày. Thì em nghĩ rằng là trước cái ngày em đi kiểm tra sức khỏe 4-5 ngày ấy, là em uống bia rượu hơi nhiều. Em nghỉ trước cái ngày em đi kiểm tra sức khỏe là 2 ngày. Em chỉ nghỉ có 2 ngày thôi để em làm gì? Em làm sạch cái đại tràng của em. Để em, rồi là em làm sạch cái gọi là cái men ấy, cái men ở trong cái thành ruột của em, để em xem là soi mói cái thứ thế nào ha. Nên là em nghĩ là em bị trào ngược dạ dày là chắc là có thể do em đi nhậu, em hay cho tay móc họng như lúc em bị say, nên nó bị trào ngược dạ dày hay không thì em không biết nguyên nhân. Nhưng mà nhậu nhiều như em mà dạ dày không viêm loét là chuyện rất là ok là chỉ số gan là chuẩn cơm mẹ nấu là đây. Ôi rồi ôi, nhà em thì không biết bao, em uống không biết bao nhiêu hộp thải độc gan đây rồi, lúc nào lưng cũng lên mụn à. Nam dâu à, chị bảo rồi, sức khỏe chị là vô song, mới đi kiểm tra về này chỉ bị hơi trào ngược tí dạ dày thôi. Yên tâm, trào ngược dạ dày chuyện rất nhỏ, tỷ lệ rất thấp. Đấy là tao đã phải uống cái bột. Bây giờ bắt buộc phải uống bột thanh tán vị dạ dày vào mỗi sáng rồi. Từ mai tao uống rồi mới yên tâm. Tao nghỉ nhậu 2 ngày, thằng Đạt nó ở đây rồi đấy. Mà tao nghỉ nhậu ở Việt Nam để tao chờ chúng mày lên sinh nhật tao đấy. Khổ lắm mấy chị ạ, à, mấy chị mấy anh ạ. À.
sinh nhật em, nói chung là cuộc đời em nhá, trung thành với thải độc gan. Nam dâu ơi, mày á mà muốn không bị cuồn cuộn con nó rủa cho chết ấy, là mày phải uống cái này giống chị. Cuộc đời phải luôn trung thành. Một, thải độc gan. Hai, thải bộc lộc lọc phổi. Tao uống đến bây giờ là 3 hộp lọc phổi rồi. Cái hộp phổi này này đang có giá là 735.000. Hộp này 90 viên nhá. Chị cứ mỗi ngày một viên. Ông Chí Luca là một ngày phải 2 viên. Bởi vì ông hút thuốc lá nhiều quá. Còn em mà chỉ có gọi là đi ra đường khói bụi, đi vào quán bar vũ trường, với cả em hay ho. Nói chung là em hay đi vào những cái nơi độc hại đấy mấy chị. Đó. Viên bổ mắt của Mỹ dòng này chồng, dành cho những người bị lòa như em. Em bị một cận một viễn, một gọi là một cận một loạn ấy. Mắt mũi cận thị, uống cái này nó khỏi tăng độ. Đó, mắt sáng để đọc comment chửi được rõ hơn. Đó. Đây, canxi. Canxi OTC này đó, mỗi ngày một viên. Để làm gì? Để cho xương cốt nó khỏe. Gặp Atifan còn chạy cho lẹ không chứ mà đánh mình chết. Chứ không như con bóng phong thủy bảo đánh em chết. Em sợ chết mẹ luôn. Cái này sau bầu, viên sau bầu. Viên sau bầu 60 viên 720.000. Canxi của Kiến đây. Đấy, 60 viên. 60 viên 345.000. Hộp là hết rồi này. Đó. Đấy, em cứ phải gan tim phèo phổi phải khỏe. Không có toan. Thôi, bây giờ em đi đấy. Mai em live stream, em giảm giá túi cho chị nhân ngày sinh nhật nhé. Chị nào canh ngày mai nhân ngày sinh nhật vào canh, em sẽ giảm giá túi kịch trần. Những cái giá rất là sốc nha mấy chị. Rất là sốc, ok chưa? Ừ. Bye bye nha.